Xin chào mọi người. Chúc các bạn ngày cuối tuần an lành. Hôm nay thì Long Xuyên mưa lớn lắm. Mưa làm cho người ta chỉ muốn ở trong nhà thôi. Chỉ muốn cuộn lấy chiếc chăn ấm của mình và để nghe hết những bản nhạc du dương. Thì như vậy ngày cuối tuần đã quá ý nghĩa rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tú rất là may mắn khi gặp được bạn Đoàn Giang và bạn Thái Phương. Hôm nay chúng tôi quyết định sẽ thực hiện một video đầu tiên để chia sẻ với lại tất cả các bạn. Và hôm nay thì tại phòng thu Ben Home Studio thì tôi sẽ đọc cho các bạn nghe một trong những cảm xúc trong con người của chúng ta. Cảm xúc này được tác giả Minh Niệm viết trong quyển Hiểu Về Trái Tim rất rõ, rất chi tiết. Cảm xúc được mang tên tuyệt vọng. Sẽ thật may mắn cho những ai chưa từng biết đến cảm xúc tuyệt vọng. Nhưng tôi nghĩ rằng cảm xúc tuyệt vọng là một điều mà tất cả chúng ta không thể nào tránh khỏi được trong cuộc sống này. Nhưng làm thế nào để chúng ta vượt qua nó? Làm thế nào để chúng ta hiểu được cảm xúc đó và chúng ta sống chung với nó mà cảm thấy tâm mình vẫn bình an? Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe cảm xúc tuyệt vọng. Lạc mất cái tôi. Sống trong đời sống thì phải có hy vọng chứ. Tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là cách để cứu rỗi linh hồn ta qua cơn đau hụt hẫng trước thực tại phũ phàng hay còn nhiều điều bất như ý. Nhưng nếu ta đổ dồn hết niềm tin, hy vọng về một phía, cũng như ta đem hết tài sản của mình ra để đánh một canh bạc sau cùng, mà lỡ canh bạc ấy thất bại thì cuộc đời của ta kể như không còn gì nữa. Ta không còn gì để sống, không có gì lạc lõng chi cho bằng ta không còn biết tin tưởng vào đâu. Hay nói đúng hơn là ta không còn năng lực để tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Không thể bám vào sự sống thì chắc chắn ta sẽ héo tàn và lụng bại. Giây phút tuyệt vọng, nhiều người đã tìm đến cái chết vì trái tim của họ không đủ lớn để chứa đựng nổi sự mất mát quá lớn lao. Trái tim chưa đủ lớn là tại vì trong quá khứ của họ chưa có thói chịu đựng cảm xúc xấu khi thất bại, hay chưa bao giờ đón nhận một hoàn cảnh ngang trái có tầm vóc lớn lao đến như vậy. Các bạn biết không? Nhưng đôi khi trên thực tế thì sự mất mát ấy cũng không quá lớn lao như tâm tưởng. Không phải không có nó thì không sống được, chỉ tại tâm thức bị tổn thương nặng nề, cái tôi thì không còn chỗ bám víu, nên nó mới rơi vào một khoảng trống chơi vơi và không định dạng được mọi thứ chung quanh và phía trước được nữa. Chính vì vậy mà những kẻ tuyệt vọng luôn thấy tương lai của mình sao mịt mờ đen tối quá. Khi tuyệt vọng, tâm ta trở nên lu mờ hơn bao giờ hết các bạn ạ. Ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan chán chường, và có cảm tưởng như mình không còn gì để sống. Sự thật là đất trời vẫn đang ôm ấp nuôi dưỡng ta. Những người thân yêu thì vẫn luôn bảo bọc chở che cho ta. Những điều kiện thuận lợi thì vẫn tồn tại yên ổn ở bên ta đấy thôi. Chỉ tại trong khi hy vọng vào đối tượng này mà ta đã vô tình giới hạn hoặc là chấm dứt niềm tin vào những đối tượng khác. Ta bị năng lực khát khao quá lớn trong lòng
nó đã thúc đẩy ta đi về phía ấy mà bất chấp đi tất cả. Ngay khi hy vọng, ta đã tạo ra thế mất cân đối rồi. Không tự chủ được bản thân mình nữa thì đừng hỏi tại sao niềm hy vọng dở tan là ta không thể đứng vững. Đó là triệu chứng bỏ tâm chạy theo cảnh, nên khi cảnh mất thì tâm cũng không còn chỗ nương tựa. Cái tôi dường như lạc mất. Ta quên mất rằng ta là một hợp thể vô ngã, có tới hàng triệu điều kiện đang giang tay góp sức để tạo nên hình hài và tâm thức này. Sự thất bại về tình yêu hay là một lý tưởng cao đẹp cũng chỉ là một phần của đời sống này thôi. Nếu ta từng biết quan tâm chăm sóc nhiều mối quan hệ mật thiết xung quanh, biết phân cái tôi ra nhiều nơi, biết đặt niềm tin vào lý tưởng một cách không tuyệt đối, thì ta sẽ không bao giờ rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. Lẽ dĩ nhiên, có những hy vọng đã trở thành thất vọng. Nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn. Nó tùy thuộc vào vốn liếng mà ta đã cất công đầu tư vào thái độ của ta khi đặt xuống niềm hy vọng ấy. Cho nên không phải ai bị thất vọng thì cũng trở nên tuyệt vọng, và không phải ai tuyệt vọng thì cũng sẽ tìm đến cái chết hay là phải mãi mãi chìm trong đau khổ cả. Một người vững chãi thì chỉ xem những thất bại là một bài học kinh nghiệm để góp phần đi tới sự thành công. Họ tin rằng những gì họ đã khổ công gây dựng thì không bao giờ mất hẳn. Họ sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc là đang bảo lưu ở dạng vô tướng nào đó để chờ đợi những sự kiện khác tới và kết hợp chúng. Họ có nội lực vững mạnh nên sẵn sàng đối diện và chấp nhận sự tổn thương nặng nề mà không than vãn hay bỏ cuộc. Vì họ biết con người của mình vĩ đại hơn những gì chưa thể hiện được hay những gì đã mất đi. Nói đúng hơn là cái tôi của họ chưa từng bị lạc mất. Họ chưa từng đem cuộc đời của mình ra để rao bán hay để đặt cược. Vậy tương lai sẽ đi về đâu? Khi rơi vào vực thẳm khổ đau tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả, thì ta hãy tự hỏi mình rằng là thực ra thì ai đã khiến ta đang nông nổi này? Nếu câu trả lời là chính người ấy, thì tôi khuyên bạn hãy hỏi thêm rằng người ấy là ai mà sao lại dễ dàng phó thác cuộc đời của mình cho họ thao túng như vậy? Họ chỉ có thể làm cho ta mất niềm tin, nhưng họ không có quyền làm cho ta đau khổ. Bởi đời sống mà ta đang sở hữu không phải là đời sống của riêng ta. Ta không có quyền coi thường hay hủy hoại nó. Ta là tác phẩm được tạo ra từ cha mẹ của ta, anh chị em, bạn bè, những bậc ân nhân khác trong đời, và cả tổ tiên hay giống nòi của ta nữa. Họ luôn có mặt trong ta, trong từng tế bào và hơi thở của ta. Họ đang theo ta đi về tương lai. Nếu ta ngã xuống thì họ sẽ ngã theo. Tương lai của ta ra sao thì một phần họ cũng trở thành như thế. Dẫu biết rằng chọn đến cái chết là ta phải chịu khổ đau đến mức cùng cực, trái tim của ta như sắp tan vỡ vì không thể chứa nổi niềm đau quá lớn đang đè xuống. Nhưng suy cho cùng thì ta cũng đang làm một quyết định rất ích kỷ. Ta muốn tìm cách trốn thoát cơn cảm xúc xấu đang bùng dở mà chính ta cũng có phần trách nhiệm ở trong đó. Ta cứ nghĩ mình là kẻ khổ đau nhất trên đời nên mọi người không có quyền trách giận cho cái quyết định của mình. Đúng là
Không ai nỡ trách giận một người đang đau khổ, đúng không các bạn? Nhưng ta không có quyền làm cho những người thân yêu của ta đau khổ theo. Đâu phải người kia làm ta khổ thì ta có quyền làm cho người khác cũng đau khổ theo. Và liệu ta có bình yên nơi thế giới xa lạ nào đó khi mà tâm hồn của ta còn đầy rẫy những khổ đau, và ruột thì cứ quặn lên vì trách nhiệm làm người còn đang dang dở của ta? Không có tương lai, không có một thứ tương lai nào mà có thể tách lìa được với hiện tại. Hiện tại như thế nào thì tương lai cũng đồng tính chất như vậy. Khổ đau từ trái tim thì liệu pháp để bứng gốc rễ khổ đau cũng nằm trong trái tim. Ta đừng chạy đi tìm kẻ đã làm khổ mình để mà trừng phạt, hay tìm một nơi mà mình cho là bình yên để trốn tránh. Dù ta có quyền làm được chuyện đó thì vết thương trong ta cũng không thể nào lành lặn được đâu. Cái đó chỉ làm thỏa mãn cơn cảm xúc trong nhất thời thôi. Ta không bao giờ lấy lại được những gì đã mất từ bên ngoài được. Nhưng ta cũng cẩn thận. Nhiều khi ta muốn thoát khỏi vực thẳm khổ đau không phải vì ta không đủ sức. Có thể một phần ta muốn tự giam mình trong khổ đau để kích động vào lương tâm của người kia như là một thái độ để trừng phạt. Một phần ta muốn chìm đắm trong cảm xúc quặn đau ấy như là để thương hại chính bản thân mình vậy. Trong văn học gọi hành động đó là thú đau thương. Khi rơi vào cảm xúc khổ đau quá lớn, một kẻ yếu đuối và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thì thường sẽ lấy đau thương để gặm nhấm, rồi lại than thân trách phận chứ không tích cực đi tìm một lối thoát. Họ thích nằm co ro như là một con tôm để nghe những bản nhạc tình sầu đứt ruột, hoặc thích người khác tưới tẩm vào nỗi khổ niềm đau của mình bằng cách là công nhận mình là kẻ khổ nhất ở trên đời này, là rất đáng tội nghiệp, chứ không bao giờ chịu cho ai kéo mình ra khỏi vực thẳm tối đen đó cả. Các bạn biết đó là gì không? Đó là triệu chứng của bệnh trầm cảm. Thích giam cảm xúc của mình ở cung bậc thấp để mà thỏa mãn mặc cảm thua xúc người khác. Thật ra thì trong sâu thẳm thì đó cũng là cách để ta loan báo cho mọi người về cái khổ đau mà mình đang gánh chịu, nhưng lại muốn được xót thương hơn là cứu giúp. Bởi muốn cứu giúp thì phải trả ta về đúng với vị trí còn căng đầy năng lượng, căng đầy niềm hy vọng như thuở ban đầu. Còn không thì thà là để ta như vậy, ta không muốn thành kẻ trắng tay. Rác cũng là hoa. Các bạn thân mến, trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng của Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ đã đưa ra giải pháp rất đúng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Phải trải nghiệm, phải đứng lên từ đau khổ tuyệt vọng thì mới thấy được như vậy chứ, đúng không các bạn? Trước đó thì nhạc sĩ cũng khẳng định là em là tôi và tôi cũng là em. Em là tâm lý tuyệt vọng, là một biểu hiện nhất thời của cái tôi rộng lớn. Không thể nói tuyệt vọng là toàn bộ con người của ta được. Tính chất của nó là vô thường, nên nó không thể chiếm giữ mãi vị thế điều khiển tâm thức của ta được. Nhưng điều kỳ diệu là chính cái tâm ý tuyệt vọng ấy cũng chứa đựng tính chất của sự hồi sinh các bạn ạ. Tại vì nhờ có lần chịu đựng ấy
mà tâm của ta mới trở nên kiên định và rộng lớn hơn. Ta bắt đầu hiểu rõ hơn về guồng máy hoạt động của cảm xúc và tâm ý của mình, để lần sau ta sẽ nhạy bén hơn trong tỉnh thức. Cũng giống như là đem rác chuyển thành phân hữu cơ để nuôi hoa, góp phần làm ra hoa. Hoa trở thành rác, mà rác cũng có thể biến thành hoa. Thành ra ranh giới giữa em tuyệt vọng và tôi chỉ là cách nhau trong đường tơ kẻ tóc thôi. Khi lạc lòng thì em bé dễ hờn dễ khóc, năm xưa trỗi dậy. Nhưng chỉ cần sự tỉnh thức trở lại thì cái tôi vững chãi sẽ được nhặt về. Vậy nên ta muốn bình minh, muốn vượt thoát khỏi khổ đau tuyệt vọng thì ta phải làm mới tâm hồn của mình. Thay vì đuổi theo kẻ khác để trừng phạt hay là chìm đắm trong thứ đau thương, thì giải pháp hay nhất và duy nhất đó là chúng ta phải hồn nhiên, phải sống được như con người chân thật của mình. Con người chân thật, các bạn có biết là gì không? Con người chân thật là con người chưa từng đón nhận những vai vế của cuộc đời, nên không cần phải che đậy hay là trình diễn. Con người chân thật ấy nhìn đâu thì cũng bằng ánh mắt trong suốt như là một em bé thơ, chứ không mang nhiều những thành kiến. Nghĩa là ta phải bỏ nỗi khổ niềm đau kia vào một ngăn của chiếc tủ tâm hồn, rồi sau đó khóa nó lại, mau chóng trở về để chăm sóc những ngăn tủ cần thiết mà ta đã từng bỏ quên. Cảm nhận từng bước chân khi tiếp xúc với mặt đất, quan sát từng dòng hơi thở đang luân lưu, ngồi thật im để lắng nghe những tiếng động xung quanh và cả tiếng vô thanh nữa. Hay các bạn có thể nhìn một nụ hoa đang rung mình nở nhụy trong ánh sáng và làm tan vỡ đi những giọt sương lấp lánh. Các bạn à, hãy thu gọn bớt những công việc bề bộn có tính chất căng thẳng, mệt mỏi và phương hại đến phẩm chất tâm hồn của mình đi nhé. Ta nên tập chấp nhận thật nhiều những cảm xúc xấu, thay vì trước nay ta kháng cự lại với nó, và buông xả bớt những cảm xúc tốt, thay vì là trước nay ta cứ đi tìm kiếm nó. Cách đó sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta mau lành lặn và càng ngày lại càng trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ không còn khiếp sợ hay là để cho hoàn cảnh thao túng ta nữa. Và các bạn biết không, nếu biết nhìn sâu sắc thì ta sẽ cảm nhận và ta sẽ nói cảm ơn. Cảm ơn những ai đã từng đem đến cho ta những khổ lụy. Vì nhờ có những người như thế thì ta mới thấy rõ được nội lực yếu kém của mình để kịp thời quay về và nuôi dưỡng nó. Và chính nhờ chuyến trôi dạt đến tận cùng của nỗi đau ấy mà năng lực sinh tồn tiềm tàng trong con người của ta nó mới bừng dậy. Ta mới ý thức sâu sắc về giá trị của cuộc đời mà quyết tâm thiết lập lại cuộc sống và cách đặt niềm tin của mình. Ta hãy tin vào điều vô thường, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Ta sẽ không còn tuyệt vọng, và người kia sẽ không còn dại khờ mà làm cho ta đau khổ nữa. Bởi vì trong ta và người kia đều có chất liệu rất trần gian, mà cũng đôi khi lại thấy yêu thương quá cuộc đời này. Tạ ơn đời mầu nhiệm, tạo duyên có rồi không, hết không rồi lại có, cho ngày mới đơm bông. Thank you.
Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa nghe một cảm xúc trong quyển sách Hiểu Về Trái Tim của tác giả Minh Niệm. Cảm xúc được mang tên tuyệt vọng. Tôi hy vọng rằng với bài đọc này, tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu thấu hơn về cảm xúc tuyệt vọng đang tồn tại bên trong con người của mình. Và tôi ước mong rằng bạn và tôi sẽ biết cách chế ngự nó, vượt qua nó, khám phá chính bản thân mình, khám phá tâm hồn mình và khám phá con người phi thường của mình nữa. Hãy sống và hãy biết cảm ơn với những tuyệt vọng.